ăn chua nhiều có tốt không? Nếu là người thích ăn chua, bạn sẽ luôn tấm tắc khen những món khoái khẩu như xoài lắc, cóc ngâm, me đường, củ kiệu muối, thậm chí, nhiều người còn truyền tai nhau nên ăn chua để giảm cân nhanh. Thế nhưng, thật sự việc ăn chua nhiều có tốt không? Thực phẩm chứa nhiều vị chua thường là những loại trái cây như chanh, khế, sấu, cóc, xoài, thực phẩm muối chua như cà, củ kiệu, cải muối, hay những loại trái cây ngâm, xí muội, me. Bạn ăn chua nhiều có thể làm gia tăng các vấn đề về sức khỏe như viêm loét dạ dày, cao huyết áp, mắc bệnh lý về thận, tim, thậm chí là ung thư. Để tìm hiểu ăn chua nhiều có tốt không, hãy cùng Tuti Hin tìm hiểu rõ hơn về 8 tác hại của loại gia vị này, từ đó có cách sử dụng điều độ và đúng cách hơn nhé. 1. Ăn chua dễ làm hư hại men răng. Axit trong đồ ăn chua khi tiếp xúc với răng thường xuyên sẽ làm mất đi lớp bảo vệ răng, gây ra tình trạng ố vàng răng, bào mòn men răng và sâu răng. 2. Dễ làm tăng nguy cơ ung thư. Ăn chua nhiều có tốt không? Nếu bạn thường xuyên ăn những loại thực phẩm muối chua lên men hoặc những loại trái cây ngâm đã chế biến sẵn sẽ làm tăng nguy cơ ung thư. Thành phần muối trong các loại thực phẩm muối chua lên men như cà, củ kiệu, dưa chua muối dễ bị khử thành nitrat khi không được làm sạch cẩn thận trong quá trình chế biến. Nitrat tác dụng với một số axit amin trong dạ dày tạo thành nitrosamine, một chất gây ung thư. Ngoài ra, ăn thực phẩm nhiều muối trong thời gian dài sẽ bị cao huyết áp, mắc các bệnh lý về thận, tim hoặc ung thư dạ dày. 3. Ăn chua nhiều làm hệ miễn dịch suy yếu. Khi cơ thể của bạn có nồng độ axit hoặc nồng độ kiềm quá cao, hệ thống miễn dịch của bạn không thể sản xuất đủ kháng thể để chống lại bệnh nhiễm trùng. Các bệnh nhiễm trùng có thể là cảm lạnh và cảm cúm, viêm màng não, nhiễm trùng da, viêm dạ dày. 4. Ăn chua nhiều làm tăng rủi ro mắc bệnh nguy hiểm. Khi ăn chua nhiều, nồng độ axit trong cơ thể sẽ tăng cao quá mức và dễ khiến bạn gặp một số vấn đề nguy hiểm như bệnh tiểu đường loại 2, suy thận, sỏi thận, ung thư. 5. Ăn chua làm tăng nguy cơ loãng xương. Một nghiên cứu gần đây cho thấy, nồng độ axit cao trong cơ thể sẽ làm tăng nguy cơ khiến bạn bị loãng xương. 6. Bạn dễ bị đau dạ dày khi ăn đồ chua. Bạn ăn chua quá mức sẽ kích thích niêm mạc dạ dày, hoặc thậm chí làm các vết viêm loét bị tổn thương nặng hơn, dễ dẫn tới nhiễm trùng và gây ra các cơn đau dạ dày. Khi bạn bị đau dạ dày, chức năng co bóp và tiêu hóa thức ăn của dạ dày cũng kém đi, làm dịch vị và axit dạ dày tiết ra nhiều hơn, gây trào ngược dạ dày. Tình trạng này sẽ khiến bạn thường xuyên bị ợ hơi, ợ chua, buồn nôn. 7. Ăn chua giảm cân dễ gây thiếu máu. Nhiều chị em phụ nữ vì muốn ăn chua giảm cân nên trong khẩu phần ăn uống hàng ngày chỉ tập trung vào những đồ ăn chua. Điều này sẽ gây mất cân bằng, khiến cơ thể không đủ những nguyên liệu cấu tạo nên huyết tương và các huyết cầu, gây nên tình trạng thiếu máu. Ngoài ra, bạn chỉ ăn chua thì cũng dễ bị thiếu chất, gây ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng. 8. Gây ảnh hưởng cho người bị thận. Quả chua rất giàu axit. Ví dụ, 100g khế chứa từ 800 đến 1250mg axit hữu cơ, trong đó 300 đến 500mg là axit oxalic. Người bị bệnh thận khi ăn khế chua hoặc uống nước ép khế có thể bị ngộ độc, thậm chí là tử vong. Kết luận, thức ăn có vị chua khi được dùng ở một mức vừa phải sẽ mang đến cho bạn một số lợi ích nhất định như cung cấp vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, kích thích vị giác và hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, bạn chỉ nên ăn điều độ, tránh ăn quá nhiều, gây ảnh hưởng sức khỏe.